Rồi, chào mừng các bác và anh em ở mọi miền Tổ quốc nha. Nay là ngày 31 tháng 7 năm 2019, thì bên em có về vài món hàng, thì hàng tuyển chọn sàng lọc rất là kỹ nên mà gửi đến và giao lưu với tất cả anh em ở mọi miền Tổ quốc. Thì mọi chi tiết mua hàng anh em nhớ liên hệ vào hai số điện thoại phía trên màn hình. Thì anh em nào liên hệ số đường đuôi 114 thì nó hai bận, thì anh em hãy liên hệ vào số 77 nha. Thì bây giờ em sẽ qua chi tiết sản phẩm và báo giá luôn cho anh em. Thì sáng nay có về một số hàng. Đầu tiên là con set 6.5, thì dòng này cực kỳ nổi tiếng với anh em rồi, nó hay quá, xa tầm tiền. Là con set 6.5, một thương hiệu Mỹ, đánh được rất là nhiều loa, hầu như các loa, và nó đánh rebel AR cực kỳ hay, tại vì nó có tính mid chép này nha, mid bass và mid chép để can thiệp vào giá em bắt nặng và giá chép mịn hay là chói gì đó, thì anh em chỉnh vào can thiệp vào chính nút bên dưới đây. Thì nó đánh ba cầu loa A B C có lo nét và tiếng cực kỳ lập sĩ nha. Giá em nó là 16 triệu 500, 16 triệu 500, đẹp rất là xuất sắc. Thì anh em cứ mọi chi tiết hình hài thì anh em hãy kết bạn Zalo, thì em thường đa số đăng Zalo rất là nhiều hình hài, thì anh em cứ lên đó và tham khảo nha, và tư vấn gì đó thì cứ inbox cho em. Và tiếp tục là một con xanh xuôi dòng G6000. G6000 là đằng im của G7000, rồi tới G8000 nha anh em. Những series như thế này này, đúng 4 đồng hồ vu là 6000, 7000, 8000. 7000 thì nên nó tầm 27 triệu nha. Nếu mà tôi về Việt Nam giao cho anh em á là 27 triệu, còn 6000 là con này là giá 20 triệu, nó hay hơn 7070 nha. Mà đẹp hơn, đồng hồ vu rất là đẹp, size to, công suất lớn, nó 310W nha. Thì em nói lên đèn cực kỳ tuyệt vời và hàng rất là đẹp, tuyển chọn cho các bác chơi nghi hay bài đẹp, giá là 20 triệu nha. Và tiếp tục là những con lọc ngon hay, giá thành hợp lý cho anh em. Đó là làm dòng Victor R7 thì nó là đời cao hơn con 80 nha, về đời giá xuất xưởng thì cao hơn và nó nhiều chức năng hơn. Nó là y chang con cấu hình của con lọc 7070 nha, có chỉnh phần dưới đây này. Thật sự thì con C80 thì nó đẹp, thì nó đẹp hơn con này, nhưng chắc tiếng không bằng con này nha này. Tất cả anh em thợ thiện nếu mà test đồ thì sẽ họ hiểu rõ được con này. Tuy nó không có đèn, nó không được đẹp, nó chỉ là thành phần chuyên nghiệp thôi. Còn trưng bày thì SC80, anh em nào thích trưng bày thì C80, còn thích nghi chắc thì R7. Giá 8 triệu 8 thôi, giá rất tốt, 8 triệu 8 bao ship cho các bác luôn nha, hàng rất đẹp luôn. Và tiếp tục là con Sơn Xui Receiver 7070, con này thì rất là nổi tiếng với tầm tiền anh em chơi dưới 20 triệu. Thì con này là sườn vàng đẹp keng sà beng, rất là đẹp nha. Giá là 18 triệu rưỡi nha, bên em bán giá rất hợp lý cho anh em, tầm 18 triệu rưỡi, 18 triệu rưỡi nha. Và cặp bô 4.2 series 2 là dòng loa mà treo tường và chất tiếng hay nhất và được rất là nổi tiếng và rất là hiếm nha. 4.2 series 2 thì con này thì em không vui, em có chụp hình rồi, thì anh em nào sưu tầm thì liên hệ em. Giá là 16 triệu 500 này, giá rất là lên nè, mọi chỗ nó bán 18, dưới 18 gì đó. Thì những con này chỉ có hàng là Mỹ về nha, chứ không có hàng Trung Quốc đâu nha. Một là chỉ có hàng bờ hoặc là hàng bãi, hàng công, hàng Mỹ về thôi, chứ không có hàng Trung Quốc đâu nha anh em. Hàng Trung Quốc là nó điêu, nó đi dìm hàng đấy chứ còn. Tóm lại thì sẽ phân biệt là một là hàng bờ, hai là hàng bến về. Những hàng này phẩm này là hàng bên Mỹ, US về. Đẹp hay xấu thôi, giá theo tầm tiền. Hàng bờ thì nó có giá hàng bờ. Chứ còn nói mà hàng Trung Quốc là chỉ có Trung Quốc thì nói anh em là những con 890D, 890DG đó, nó hai nguồn điện thì bên đa số những con đó là xuất hàng bên Trung Quốc về. Bên Cam vẫn có nhưng mà nó rất là ít. DR là giá 14 triệu nha anh em. Rất là mới luôn. Con này là tích hợp cho anh em karaoke, công suất là 330W. Đánh là hai cầu loa AB, trở cao rất là rộng. Rất là nặng nha. 25 kg đó. 907 LXTRA thì con này cực kỳ khủng rồi. 30 mấy kg và công suất 400W, đánh 16 sò. Rất là mới nha. Đẹp xuất sắc, giá là 23 triệu nha. 907 LXTRA 23 triệu. 7 là 7 DR 14 triệu, 4.2 series 2, con này giá 16 triệu rưỡi nha. Đẹp cùng trùng series luôn nha anh em, rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn, tiếng loa cực kỳ đẹp, tiếng rất là hay rồi.
Karaoke gia đình thì không phải bàn. R7 là giá 8 triệu 8. 7070 là giá 18 triệu rưỡi. G6000 là giá 20 triệu. Còn Concept 6.5 là giá 16 triệu rưỡi. Thì một bộ trước, cái lô này bộ trước thì em có bán rồi, em gửi ra Hà Nội rồi. Chắc này nó có về, sẽ giới thiệu luôn cho anh em nha. Thì những bộ này là rất là khủng rồi. Dòng Synthet của hãng, rất chính hãng nha. Hàng bên đây em đấu giá về nha, chứ không phải hàng tào lao nha anh em. Hàng chính hãng về. Thì anh em nào có sưu tầm chơi chất lượng, hàng xịn 100% nha anh em. Giá một bộ này là 15 triệu nha. Thì mua bộ dây không là đã 350 đô rồi. Thì anh bán phải có lời thì anh em biết rồi. Dây AV là 6 triệu rưỡi, còn dây loa là 9 triệu rưỡi nha anh em. Một bộ hôm qua em đã gửi, hôm kia em đã gửi ra cho bác ở Hà Nội rồi. Cái bộ, những bộ này thì cấu hình nó là dây bạc và vàng thôi nha. Nên anh em chơi những dòng loa như Antet này, Tăng Noi này, hay anh em chơi những âm ly đèn cực kỳ hay, tiếng cực kỳ rộng và rất là tươi sáng luôn. Đây thì anh em còn chỉ có một bộ thôi nha. Anh em sưu tầm thì mua, chỉ đấu giá thì có giá hợp lý mới mua được, chứ còn người ta bán giá rất cao. Còn những dây tầm trung này, tầm trung bình cho anh em chơi là gồm những là Monster 8 thì em còn hai bộ nha. Giá 1 triệu rưỡi thôi. Đây rất là chất lượng. Đây là dây bãi nha này. Monster 8 còn hai bộ cho anh em là yêu thì em ship. Những cái bộ này thì em có thể ship COD cho anh em, thì nó không đáng bao nhiêu. Thì mấy công anh em đi ngân hàng nó phức tạp, là bon chen với khách đông nó rất là mệt. Thì những cái này anh em là chắc anh lấy thì chắc lấy thì cứ liên hệ cho em nha. Đây là Monster Black, là cấu hình là dòng dây Monster M2.2S 8 lõi, chắc là đẳng nha. Giá là 2 triệu rưỡi. Còn dây AV tầm tiền cho anh em, dây dòng Knock Knock 7 Mỹ, hai lớp chống nhiễu và hai lớp chống ché, ba lớp đồng mà bạc, ba lõi đồng mà bạc, giá là 1,6 triệu. Anh em mua hai dây thì 1,5 triệu, tiếng rất là sáng nha anh em, kém và sẽ có sự khác biệt rất là rõ ràng đối với những dây bình thường. Giá 1,6 triệu, 1,5 triệu là anh em mà mua hai bộ là giá 1,5 triệu em bao ship nha. Còn bộ này là 15 triệu, G7, công nghệ G7 bạc vàng bạc của hãng Synthet. Bộ này thì em có giới thiệu chi tiết sản phẩm ở trên Zalo hoặc là video trước, là cái bộ trước em bán rồi, còn bộ này thôi. Thì anh em nào yêu sản phẩm nào thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên, và anh em nhớ đăng ký kênh nha để theo dõi những sản phẩm bên em và em được phục vụ các bác được nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.